Bản tin cộng đồng cho biết rằng giá nhà trung vị tại Orange County lần đầu tiên vượt mức 1 triệu Mỹ Kim. Tin tức từ Nhật báo Người Việt, từng chỉ dành cho những căn sang trọng, giá nhà 1 triệu Mỹ Kim này càng trở nên phổ biến tại quần Cam. Được biết, giá nhà trung vị trong quần Cam vào tháng 3 lên 1.02 triệu Mỹ Kim. Theo dữ liệu từ DQ News Qualogic, đây là lần thứ 15 giá nhà trung vị tại quận Cam tăng lên kỷ lục suốt 2 năm qua khi mua bán nhà ồ ạt trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Cũng nên lưu ý giá nhà tăng vọt có thể làm giảm sức mua vì doanh số bán nhà tháng 3 đã giảm 19% so với năm ngoái. Trong số 83 khu vực mã bưu điện tức là zip code tại Orange County thì 45 khu vực có giá nhà trung vị 1 triệu trở lên, tăng hơn gấp đôi so với 21 khu vực chỉ cách đây 1 năm. Chúng ta tiếp tục nhìn thấy những căn nhà dưới 1 triệu Mỹ Kim và trên 1 triệu Mỹ Kim, 2 triệu Mỹ Kim, 5 triệu Mỹ Kim, có 3, 5, 8 hoặc là 10 người muốn mua. Đó là điều mà ông Bob Chapman, nhân viên địa ốc của công ty Villa Real Estate tại Newport Beach chia sẻ. Có nhiều trường hợp giá bán cuối cùng được ứng định là vì người mua quá nôn nóng, chứ không phải là vì so sánh với những căn đã bán. Chỉ trong vòng 19 tháng, giá nhà trung vị tại quần cam 3 lần vượt mức 100.000 Mỹ Kim và thậm chí vượt qua 1 triệu Mỹ Kim. Có vài nguyên nhân khiến giá nhà tăng lên là lãi suất cho vay mua nhà thấp kỷ lục, nhu cầu mua nhà nhiều hơn và tình hình cung đã không đủ với cầu.